Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Phương Lan sẽ đồng hành với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trực tuyến trên các ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thêm 15 dự án và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 23 dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 234 triệu đô la Mỹ và khoảng 2.089 tỷ đồng. Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 434 dự án, trong đó có 246 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 188 dự án có vốn đầu tư trong nước. Đã có gần 400 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 76.000 lao động. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hai dự án là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 và dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng với tổng số vốn đầu tư là 98 triệu đô la Mỹ và trên 2.680 tỷ đồng. Hiện nay, Cổng Dịch vụ Công tỉnh cung cấp 1.457 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trong đó, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 537 dịch vụ. Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp 920 dịch vụ. Cổng Dịch vụ Công và Hệ thống Thông tin Một cửa điện tử của tỉnh được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cho phép cá nhân, tổ chức lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đối với các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp. Được biết, hiện tại tổng số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương là 1.857 thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 36.000 người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, trên 95.000 người thuộc hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30% mức mua thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách tỉnh. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cũng đã có trên 26.000 lượt người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, được hỗ trợ với tổng số tiền trên 44 tỷ đồng. Trên 39.000 lượt người thuộc hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh cũng đã hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại cho 232 lượt người nghèo điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến tháng 5 năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã giải tỏa các công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đạt tỷ lệ gần 39% tổng số công trình vi phạm, thấp so với yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra. Tổng số các trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp là trên 10.000 trường hợp, với tổng diện tích là 1,2 triệu mét vuông. Đến nay, các địa phương đã xử lý, giải tỏa trên 4.000 trường hợp với 380.000 mét vuông, còn lại trên 6.400 trường hợp vi phạm chưa xử lý giải tỏa, tập trung nhiều ở giai đoạn trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Các huyện tích cực vào cuộc xử lý giải tỏa là huyện Khoái Châu, Văn Lâm, Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Huyện Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ có tiến độ giải tỏa đạt tỷ lệ thấp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên có thông báo ngày 8 tháng 8 năm 2022 sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các ông bà Vũ Trường Sâm, Vũ Tiến Nam, Vũ Hồng Lệ trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Tại nút giao đường Hải Thượng Lan Ông và đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm có hành vi dựng tường rào, đổ để trái phép chất phế thải, chiếm dụng đất dành cho đường bộ để xây dựng nhà ở. Mặc dù Ủy ban Nhân dân thành phố và phường An Tảo đã nhiều lần vận động gia đình ông Sâm và ban hành các quyết định xử phạt, yêu cầu tháo dỡ tường rào, công trình xây dựng trái phép, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, nhưng đến nay gia đình ông Sâm vẫn cố tình không chấp hành. Việc tổ chức cưỡng chế được thực hiện vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Tối ngày 6 tháng 8 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 15 năm 2022. Với chủ đề Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên, Liên hoan Phát thanh Toàn quốc năm nay có 203 trong tổng số 500 tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo. Ban giám khảo đã lựa chọn trao một giải đặc biệt 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng và nhiều giải khuyến khích. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên vinh dự đạt 1 giải vàng và 2 giải đồng. Trong đó, tác phẩm Để dòng nước trong xanh lại về Bắc Hưng Hải của nhóm tác giả Hùng Sướng, Ngọc Oanh, Đăng Mạnh, Thu Thủy vinh dự được ban tổ chức trao giải vàng ở thể loại chương trình phát thanh chuyên đề.
Phóng sự, kinh nghiệm xử lý điểm nóng ở Xuân Quan và chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề để di sản văn hóa trở thành tài sản đạt giải đồng. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 2 năm qua, 2020 và 2021, các trường đại học trên cả nước chỉ tuyển sinh được khoảng 1/3 tổng chỉ tiêu đào tạo bậc tiến sĩ. Tính riêng năm học 2019-2020, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ ở các trường đại học trên cả nước là trên 5.000 chỉ tiêu. Tuy nhiên, các trường chỉ tuyển được gần 1.274 chỉ tiêu, chiếm 25%, số thừa lên tới hơn 3.800 chỉ tiêu. Tuyển sinh bậc thạc sĩ được khoảng gần 70% tổng chỉ tiêu, bậc đại học là 83,46% tổng chỉ tiêu. Năm học 2020-2021, cả nước tuyển được 5.056 chỉ tiêu tiến sĩ. Tuy nhiên, số người trúng tuyển chỉ đạt gần 35%, thừa 3.300 chỉ tiêu. Với bậc thạc sĩ tuyển được 72,48% và đại học là 89%. Như vậy, trong 2 năm liên tiếp, tổng chỉ tiêu đào tạo bậc tiến sĩ được giao cho các trường là trên 10.000, nhưng các trường chỉ tuyển được trên 3.000 người, còn thừa gần 7.160 chỉ tiêu. Từ ngày 20 tháng 6 đến nay, toàn quốc đã có hơn 43.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn và ma túy bị xử phạt 200 tỷ đồng, cùng hàng nghìn lái xe bị tước bằng trong cao điểm kiểm soát trật tự an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tạm giữ hơn 41.500 phương tiện, tước gần 26.000 giấy phép lái xe. Ngoài ra, hơn 21.000 trường hợp vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng hóa quá tải trọng và quá khổ cũng bị xử lý. Đợt thực hiện cao điểm này được lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước thực hiện kéo dài đến ngày 20 tháng 9 nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự. Công an tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng làm giả khoảng 2.500 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe ô tô và xe máy để bán cho khách đặt mua trên mạng, thu lời bất chính trên 5 tỷ đồng. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, bắt giữ 5 đối tượng gồm Trần Văn Thưởng, Trần Trung Dũng ở Nam Định, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thúy Hằng ở tỉnh Hà Nam và Trần Thanh Dương ở thành phố Hà Nội, thu giữ 4 điện thoại di động, 350 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô và nhiều máy móc phương tiện sử dụng để làm giả tài liệu hồ sơ cấp giấy phép lái xe. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Công an huyện Việt Yên bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1982, ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên và đang trú tại xã Cẩm Sơn, thành phố Thái Nguyên. Đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có công ăn việc làm. Để có tiền tiêu xài nên đã nghĩ tới việc mua bán ma túy. Trước khi bị bắt một tuần, đối tượng lên Sơn La mua 4 bánh heroin với giá 150 triệu đồng một bánh và mang về huyện Việt Yên, Bắc Giang để bán với giá 185 triệu đồng một bánh. Khi đang trên đường đi giao hàng thì bị phát hiện và bắt giữ. Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ kích hoạt hệ thống dự phòng, tăng cường các biện pháp y tế trong bối cảnh ca mắc COVID-19 gia tăng mạnh. Hàn Quốc đã kích hoạt hệ thống đặt chỗ xét nghiệm PCR tại 7 trung tâm y tế công và tiếp tục mở rộng đến toàn bộ hệ thống y tế công trên toàn quốc. Bộ Y tế Hàn Quốc cũng chỉ đạo hệ thống các bệnh viện khẩn trương bổ sung nhằm đảm bảo có thêm giường bệnh để phục vụ bệnh nhân. Chính phủ cũng yêu cầu các bệnh viện địa phương sử dụng thuốc kháng virus tích cực hơn. Trong khi đó, Bộ Y tế Ấn Độ mới công bố báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có 20.551 ca nhiễm mới và 70 ca tử vong do COVID-19. Với số ca nhiễm mới đều trên, tỷ lệ ca có kết quả xét nghiệm dương tính về COVID-19 Ấn Độ hiện vào khoảng 5,14% theo ngày và 4,64% theo tuần. Hiện cơ quan chức năng Ấn Độ đang theo dõi sát sao diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước do sự xuất hiện của các biến thể có khả năng lây nhiễm nhanh và có tác động đến sức khỏe cộng đồng. Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc FAO vừa công bố thông tin tích cực cho thấy giá lương thực thực phẩm trên thế giới trong tháng 7 vừa qua giảm so với tháng trước đó. Theo Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc,
chỉ số giá lương thực, thực phẩm quan trọng như dầu thực vật, đường, sữa, thịt và ngũ cốc đều giảm và là tháng giảm thứ ba liên tiếp. Đáng chú ý, giá lúa mì giảm tới 14,5%, một phần nhờ thỏa thuận giữa Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng trên Biển Đen. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.